Viên kim cương 555,55 carat có tên gọi Enigma, bí ẩn, nằm trong số các viên kim cương lớn và cứng nhất thế giới sắp được đem ra đấu giá. Theo nhà đấu giá Sotheby's, viên kim cương Enigma ra đời sau khi một thiên thạch hoặc một tiểu hành tinh đang vào trái đất cách đây 2,6 đến 3,8 tỷ năm trước. Báu vật này dự kiến sẽ bán được giá ít nhất 6,8 triệu đô la. Phiên đấu giá trực tiếp sẽ kéo dài 7 ngày, từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 9 tháng 2 tại London, và nhà Sotheby's sẽ chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt và tiền điện tử. Những đặc biệt ở viên kim cương 555,55 carat này là các thợ kim hoàn phải thực hiện một kỹ thuật kỳ công để tạo ra 55 mặt cắt cho viên kim cương. Sophie Stevens, chuyên gia trang sức của Sotheby's tại Dubai cho biết, hình dạng viên kim cương mô phỏng dựa trên biểu tượng bàn tay Khamsa của Trung Đông, nó tượng trưng cho sức mạnh và sự bảo vệ. Khamsa trong tiếng Ả Rập có nghĩa là số 5, và vì vậy nó tạo nên sự trùng khớp xuyên suốt từ cân nặng, mặt cắt và hình dạng của viên kim cương. Theo Nikita Binani, chuyên gia về trang sức và trưởng bộ phận bán hàng của Sotheby's ở London, thì lần đấu giá này là cơ hội chỉ có một lần trong đời để sở hữu một kỳ quan vũ trụ hàng tỷ năm tuổi hiếm nhất mà loài người từng biết đến.